Hello xin chào anh em Hôm nay mình có một bộ PC mà cho fanboy co xe luôn nhá Rất rất nhiều co xe ở cái bộ này luôn Và hôm nay thì bộ này cũng khá là gấp Nên là mình sẽ điểm nhanh về cái linh kiện cho anh em xem Bộ này thì khách là chủ yếu là mình nghĩ Mình nghĩ là khách cần đẹp thôi Chứ còn về cấu hình thì bộ này mình thấy nó cũng bình thường thôi Nó cũng không gọi là mạnh lắm Đầu tiên là con chip Chip thì khách chỉ dùng con 12.600k thôi Đấy, Như đợt vừa rồi thì nó rộ lên cái con 13.600k rất là mạnh đúng không Nhưng mà bộ hôm nay thì khách chỉ dùng con 12.600k thôi Mình nghĩ là với cái nhu cầu cơ bản thì con 12.600k này cũng rất là dư giả cho anh em rồi Vì là nó mạnh hơn cả i9 11.900k rồi mà Đấy, nhạc gì cũng nhảy luôn à, Tiếp đến là RAM Đây, RAM là <laughs> anh em nhìn cũng biết là khách chỉ cần đẹp thôi Chứ còn dung lượng thì chỉ là 16GB Tuy nhiên ấy, thì cái kit RAM hôm nay rất là đẹp Đây là kit RAM Dominator Platinum Uh, RAM này thì mình cũng lên kênh rất là nhiều rồi Đấy, để một lát nữa là sẽ sâu cho anh em xem Và RAM là có xe Đấy, sản phẩm có xe đầu tiên Ở trong cái bộ con xe ngày hôm nay Main, main thì vẫn là con main rất là quen thuộc này Z690 Plus Wi-Fi D4 uh, Khách dùng con Z690 thì đương nhiên là sẽ chạy rất là tốt Với cả 12.600k rồi Và đây là một cái mã main mà full size ATX Nên là khi mà anh em lắp vào cái vỏ Thì nhìn nó sẽ đầy đạn hơn và đẹp hơn À, con này thì có cả Wi-Fi, có cả Bluetooth. Đấy rất là ngon. Tiếp đến là các đồ họa, các đồ họa thì à, đây là con cạc mà mới tinh, 3070 đốc chích mới tinh. Tuy nhiên thì à, đương nhiên là không phải của mình bán nữa, bởi vì là bây giờ tìm con này mới rất khó luôn, gần như là không có. Đây là con cạc mà khách mua ở cái đợt à, cuối cùng, không biết là anh em có nhớ cái đợt cuối cùng mà con 3070 Ti đốc chích này xả ra không? Đợt đấy con này nó chỉ loanh quanh tầm 13 triệu rưỡi cho đến 14 triệu rưỡi Loanh quanh tầm đó Thì khách đã mua được một con cạc mới tinh ở cái đợt đó Và khách chờ đến tận bây giờ À mình có bật mí một chút đó là khách ở nước ngoài Và có nhờ người nhà mua con cạc này tại Việt Nam này Sau đó là bây giờ khách mới từ nước ngoài về Việt Nam Và đã lấy con cạc này để lắp vào cái bộ PC ngày hôm nay Đó thì khách đã có sẵn là cạc đồ họa này Và khách còn sách tay thêm về hai pack fan nữa À, thực ra không phải hai bách fan Mà là một bách fan kèm một fan lẻ Đây là con LL120 Lâu lắm rồi mình mới thấy con này ấy. Con này là uh, Mình build rất là lâu rồi, lâu lâu rồi mới thấy con này Nhưng mà uh, Cái vỏ hôm nay ấy, Nó lại có sẵn 3 fan rồi Nên là khả năng là mình sẽ dùng ba cái fan LL120 này Để lắp ở phía trước để cho nó đẹp Đó, uh, xem nào Còn cái bộ uh, Co xe ngày hôm nay thì đương nhiên là sẽ có rất nhiều co xe rồi và vỏ nguồn tản đương nhiên sẽ phải là của co, co xe Và cái tản hôm nay là một cái mã tản rất là mới trên kênh của mình luôn Gần như là lần đầu tiên xuất hiện trên kênh Đây là con H100i Elite Capelix Đây là một con tản mà Anh à, em nhìn này, đó, đẹp chưa Có LED RGB ở pha này Và cái phần block nước Đấy, block nước cũng nhìn rất là đẹp Nhìn qua hình thôi đã thấy đẹp rồi Không biết là lắp lên thực tế thì nhìn nó sẽ như thế nào Đấy, Khá là tò mò À, chắc chắn là phải có dây nối dài rồi dây nối dài thì thôi nhá, khỏi kể nhá Dây nối dài màu đen, quen thuộc Nguồn thì là RM750E, đây là một cái mã nguồn mới của co xe Thì uh, phiên bản này là phiên bản nhỏ gọn này, có fan chống ồn này Và đã rút thời gian bảo hành từ 10 năm xuống còn 7 năm Đấy, Thực ra thì 7 năm cũng khá là dài, anh em dùng thì mình nghĩ là không đến tầm 7 năm đâu Chỉ tầm 4-5 năm là anh em đã thay PC rồi và cái vỏ hôm nay là một cái vỏ khá là mới Mọi lần là mình hay dựng con 4000D đúng không? Thì hôm nay nó là con 4000X Đấy. Để xem là hôm nay con 4000X nó khác gì con 4000D nhá Con này thì cái giá khá là cao Con 4000X này này Con 4000X này khoảng mấy nhỉ? Hình như là 3 triệu thì phải Ừ hình như là 3 triệu hơn tí Hơn 3 triệu một tí anh em nhá Để xem là có đẹp hay không còn cái bộ hôm nay thì sẽ thêm một cái phụ kiện nữa Đó là cái giá đỡ VGA Rockchick cái này đọc như nào nhỉ? Her Coolic à? Ờ. Đây, anh em nhìn nhá, ngoại hình rất là đẹp và con này được giải thưởng ấy luôn, được giải thưởng thiết kế luôn, Red Dot Winner 2022 luôn. Rất là đẹp. Một lát nữa là lắp lên full cây xem nhìn nó sẽ như thế nào. Đấy. Như vậy là đã điểm danh xong hết tất cả những cái linh kiện ngày hôm nay, nhanh gọn thôi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành là lắp hết tất cả những cái linh kiện này vào với nhau và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là cấu hình PC sau khi đã lắp xong. <laughs> và sau khi lắp xong thì mình đã phát hiện ra là à, thì ra là con 4000X nó chính là con 4000D nhưng mà mặt trước nó là mặt kính và nó bổ sung thêm 3 fan RGB. Hầu như là nó chỉ khác nhau ở điểm đấy thôi, còn lại thì mình thấy các thứ là nó rất là giống con 4000D. Không biết là cái phát hiện này của mình có đúng hay không. Nhưng mà đại khái là 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 nó là như thế. 4000D thường thì nó là mặt trước là mặt kim loại, 4000D Flow thì là mặt trước là mặt lưới. Còn 4000X thì mặt trước nó là mặt kính như hình. Đó. Và cái pack 3 fan ấy, cái pack 3 fan của khách mua ở bên nước ngoài thì mình đã lắp ở phía trước. Đây. Và mình tìm tòi mãi cái phần mềm IQ của cò xe mà mình vẫn chưa tìm được cái chỗ mà mà chỉnh LED Rainbow đây anh em không biết là anh em biết chỉnh chỗ nào không chứ mình tìm mãi mà mà không chỉnh được cái rainbow Đây là mình đang muốn chỉnh led nó giống của cái giá đỡ cạc và cái cái led của cái cạc đồ họa này Tuy nhiên là là mày mò mãi mà vẫn không chỉnh được, vẫn chỉ có chuyển led như thế này thôi Nên là không biết là anh em nào biết thì chỉ mình phát nhá Chứ còn cái này thì tìm hiểu mãi vẫn chưa được Còn đây là ba fan, ba fan của co xe Con LL120 Con này thì nó là cái thế hệ khá là cũ của co xe rồi bản mới hơn thì nó là con uh, con gì nhỉ con con ml hay là con gì ấy? mình không nhớ lắm đại khái là lâu lâu rồi không bán fan có xe này là mình cũng chả nhớ uh, đây đây là con tản mới ngày hôm nay con h uh, 100 i capelic con capelic này thì cái uh, đây cái block nước để mình kéo sáng xuống cho nó đẹp đó cái block nước thì nó đã khác hơn rất là nhiều so với cái con h 100 rgb mà mình hay dựng ấy nhưng mà mình lại thích cái block của con H100 RGB hơn anh em ạ Cái block của con H100 nhìn trông nó dày và cái cái chuyển màu của nó nhìn nó ok hơn Đó, Còn đây cái fan sau thì mình lấy luôn cái fan đi kèm của cái vỏ ấy Có nghĩa là cái fan đi kèm ở vỏ thì mình nhét ra phía sau Còn cái pack 3 fan mà khách mua ấy thì mình chuyển ra phía trước Đó Như vậy thì toàn bộ PC nó sẽ rất là hài hòa Khách mua thêm một cái fan trắng thì nó hơi phí uh, Khá là dư, bộ này phải dư mất mấy fan ấy. Dư mất tầm 3 fan Còn lại thì uh, tổng thể Đây là cái bộ lòng ở bên trong Lòng bên trong thì vẫn là con Z690 tube này Đó, Kết hợp với là uh, cặp RAM xe uh, Dominator Con này phải kéo sáng xuống tí cơ Đây là mình kéo xuống này Con này nó sáng dã man luôn Này, led nó sáng kinh khủng luôn Đúng ra là nếu mà không cài IQ Có khi là led nó lại chỉnh kiểu... Uh, RGB nhìn lại mịn hơn Đây là LED chỉnh đang màu lẫn lộn hết cả lên Còn đây vẫn là cái cặp dây nối dài 24 pin này Và 3x8 rất là to luôn Dây cấp nguồn của con 3070Ti chích thì lúc nào cũng thế Rất là nhiều cổng cấp nguồn 3 cổng 8 pin cơ Và đây là cái giá đỡ cạc ngày hôm nay à, Anh em nhìn giá đỡ đẹp phết này à, chích này Kéo sang xuống tí cho nó mịn à. Anh em thấy ổn không trong cái bộ PC nhìn nó đầy đặn hơn khá là nhiều đúng không? Đấy thì anh em nào mà có nhu cầu thì cứ liên hệ mình mình có bán cái giá đỡ này, tầm loanh quanh uh, 990 000 thôi, khá là rẻ cho một cái giá đỡ chính hãng của trích Anh em thay vì mua giá đỡ Shopee thì có thể mua con giá đỡ trích chính hãng này. Hoàn thiện với cả led điếc nhìn nó ngon nó rất là nhiều. Đó, đấy là tổng thể của cả bộ PC ngày hôm nay. Thực ra thì bộ hôm nay là chủ yếu là khách bày cho nó đẹp thôi chứ còn uh, về cấu hình thì nó cũng rất là cơ bản chỉ có 12.600k 16g và 3070ti thì với cấu hình này anh em gần như là có thể chiến được mọi game rồi còn làm việc thì chắc là anh em sẽ phải nâng lên 32g hoặc là lên một con chip to hơn đó vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái bộ pc ngày hôm nay không biết là anh em có thích cái bộ đồ của xe này không đó anh em nào cần tư vấn thì cứ liên hệ mình qua zalo facebook nha cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ pc tiếp theo